trời ơi, chán gì đâu á trời. Hôm nay đi chơi thôi mà cũng gọi là chán thiệt luôn các bạn ơi. Ok, và hẹn lúc sẽ chờ bạn đã trở lại với channel mình nha. Mình là Soul Green TV đẹp trai 12 cá tính nè. Hôm nay mình sẽ bắt đầu với một video Minecraft nữa. Vì nếu các bạn yêu thích video của mình thì đừng quên like cho mình, một nút like, một nút share, một nút subscribe và đừng quên là nhấn vào cái chuông ủng hộ channel mình nha. Và bạn đừng quên là qua đăng ký thành viên của Sinto Team luôn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và giúp cho mình lên được 200.000 người đăng ký nhanh nhất có thể nha các bạn ơi. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hôm nay mình đã gọi là có một ngày đi chơi, gọi là đi uống cà phê rồi. Mà tao nói công nhận nó chán. Ôi ơi, làm cho tôi gọi là không có hứng, gọi là không có hứng làm gì hết trơn á. Tôi dạo này tôi rất là bận rộn luôn, tự nhiên tới lúc mà được đi chơi không được đi chơi gì hết trơn. Ôi, thiệt luôn bạn ơi. Để coi coi. Đúng rồi ha. Dạo này á cái vòng quay may mắn cũng không có nữa. Trời ơi. Không có vòng quay may mắn. Rồi mấy cái trò chơi mà chỗ lại sinh tố cũng không có trò gì hết trơn như trời sao. Nó lại sinh tố ghét nó chán dư ta. Gọi là sao ta. Đúng rồi bạn ơi, hôm bữa mình trên tivi á, mình có nghe trên tivi có nói là có trò chơi gì ba cánh cổng về ba cái series rất là hay của anh Hi-Ha, đó chính là Hi-Ha San, Hi-Ha người bạn gái tôi là ma sói và Hi-Ha đại chiến Titan á. Mình nghe nói vậy mà mình làm biến sao á, lại mình không có đi. Ok thì bây giờ mình sẽ gọi là phải có một chuyến đi thôi bạn ơi, chứ không lẽ mình ở lại sinh tố chán nản như vậy sao. Ok đi thôi nào. Ok hơi xa nha, nên đi cũng khá là xa luôn. Ok let's go thôi, đi thôi nào. 2 hours later. Trời ơi. Trời ơi. Đi một quãng đường rất là dài luôn hết mấy bạn. Trời ơi, mình đi mà tao nói mà xung quanh không còn một miếng đất, một miếng nhà nào luôn á. Gọi là đi cái khúc cái này gọi là cái chỗ này nè, nó xa tận chân trời luôn á trời. Nhưng mà hên là cũng tới rồi, nhưng mà sao mình thấy cái chỗ này nó nhìn nó chán dữ vậy trời, sao nhìn sao không giống như trong lời đồn là nghe nó hấp dẫn, nó vui lắm. Ai dè sao nhìn nó có một cái bức tường màu xanh màu trắng vậy thôi. Trời ơi, nghe thấy chán dữ vậy trời. What the hell? Ui trời ơi, cái gì vậy? Ủa? Ui mấy bạn ơi, cái này toàn là những cái gọi là cái thumbnail của tôi mà. Nghĩa là ủa sao cái này y chang của ủa không lẽ cái chỗ này nó mời có một mình thôi hả trời. Ui, nó mời một mình đi thử nghiệm cái trò chơi ba cánh cổng mấy bạn ơi. Oh my god. Ơi, đây là cái thumb mà gọi là solo build của tôi nè. Rồi cái thumb này là thumb vòng quay bạn gái nè. Trời ơi, thumb một ngày làm lúc phi nào, bạn nào chưa coi nhớ bấm vô coi nha. Trời ơi, này hồi túp tết này lì xì fan nè, thấy tôi giàu không. Wow, ui công nhận chỗ này nó đã dữ trời. Ui, toàn là mấy những cái video mà cho anh không nè trời ơi. Ui, đây là solo build với heo inup nè. Ui gọi cái gì nè, ba cánh cổng đây nè, thì ra đây chính là trò chơi ba cánh cổng. Holy shit. Ui trời, nó ngầu kìa bạn ơi. Ui, đây là cánh cổng màu đỏ, cánh cổng màu xanh và cánh cổng màu hồng. Ui, ở đây có cái rương nè. Ui, ủa sao rương không có gì hết trơn? Hay là do là mình phải qua những từng cánh cổng rồi mình mới gọi là được cái rương này ta. Ok, thôi coi như là bạn nào thích gọi là series mà ba cánh cổng này thì đừng quên là comment cho mình biết là bạn thích nha. Và đừng quên là gọi là gì ta, gọi là mấy bạn là comment xong các bạn hãy gọi là comment cho mình những cái ý tưởng nữa để cho mình gọi là có thể tạo ra được những cái ba cánh cổng mới mà gọi là hay hơn nha. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ gọi là vô cánh cổng này. Thì đầu tiên luôn, cánh cổng màu đỏ nè. Đó, let's go. Ui, qua một cách đơn giản luôn. Ủa, what? Phải cái nồi, ở đâu ra anh cù đẹp trai này vậy ta? Mày vô đây mày có biết đường ra không vậy mày? Mày vô đây làm cái gì? Ui, khoan. Ui, nãy giờ mới đi. Ui, trong đây là căn phòng gì vậy? Đại chiến Titan. Ui, vậy là căn phòng này là căn phòng mà gọi là đại chiến Titan của anh Hi-Ha nè. Đại chiến Titan tập cuối, rồi đại chiến Titan tập 8, rồi tập 8 thì tùm lum luôn nè. 4 tập 10 như vậy nè. Ui, vậy là đây là căn phòng đại chiến Titan bạn ơi. Thì bạn nào còn nhớ cái series này của anh Hi-Ha không? Comment cho mình một cái và like cho mình một cái luôn nha, để cho mình biết có bao nhiêu bạn biết nha. Ok, để coi cái rương gì đây. Ủa, cái rương đồ gì mà đồ gì của mía vậy? Đồ này là đồ da nha bạn. Rồi thêm một cái rương, một cái rìu với một cái khiên. Ok, mình sẽ xử con rìu, con cù này. Ôi ôi, đơn giản một phát chết liền. Ok, để coi ơi, cái căn phòng này căn phòng gì đây? Cái gì vậy? Ui, anh Hi-Ha. Ui, nhưng mà Hi-Ha phiên bản đại chiến Titan kìa. Đó là anh Hi-Ha gọi là trong gọi là gì ta? Trong quân trinh sát các bạn ơi. Ui gì? Trời ngon lạnh. Ui ơi, cái gì vậy? Ơi mạnh vậy. Ui cái gì? Ủa
Ôi mới vô mà mấy anh trai quýnh em dữ vậy mấy anh trai. Ba anh Hi Ha luôn á. Trời ơi anh Hi Ha nè, mày là anh Hi Ha thiệt đi. Ui ơi anh Hi Ha. Ui ơi anh Hi Ha ơi, từ từ anh ơi. Trời ơi. Từ từ có gì từ từ nói thôi, làm cái gì mà quýnh dữ vậy, em là người chơi mới em có biết cái gì đâu. Ui một người. Ơi một anh Hi Ha nó hy sinh rồi kìa. Ui ơi. Ui ơi. Ui ui. Ui da. Ui da. Ui da. Ui da. Ui da. Anh Hi Ha con bò. Ê gớt đâu gớt đâu. Ui có cái gì nè. À táo vàng. Ui anh Hi Ha này gớt ra giáp kim cương. À còn anh. Ui hy sinh luôn. Ui mấy bạn ơi, mình tiêu diệt một lần ba anh Hi Ha luôn kìa. Wow, thấy mình VIP pro chưa. Ui gì mà đơn giản thế mấy bạn. Ok, ui có một giáp kim cương luôn, mình sẽ gọi là tăng vô đó. Bộ giáp kim cương có cả súng AK luôn. Trời ơi cái súng này hơi bị VIP nha. Úp cài đạn rồi đó. À, ngầu chưa. Ui bây giờ tôi đã full đạn rồi. Ui còn gớt ngay cái nè. Ờ lụm vô lụm được. Ok, ok, bây giờ mình sẽ gọi là có táo vàng. Rồi có cái này chắc mình nghĩ là đạp qua đây thì mình sẽ TP qua một cái chỗ khác. Và cái chỗ khác đó mình bạn nghĩ là coi là cái gì các bạn ơi. Mình á, mình là suy nghĩ là chắc là con Titan đó nghe. Ok, hy vọng không phải, để cô vô con Titan là chắc chết luôn á. Ui ơi má ơi, thiệt rồi. Ui ơi, Titan, Titan. Ui da da. Ui da. Ui 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 ui. Ui Titan thiệt kìa. À Winup và Hi Ha hả? Ok, Winup cũng là một con Titan. Ủa gì Winup chết rồi kìa. Ui ơi ai da. Trời ơi Winup đơn giản, Winup quá đơn giản mọi người. Ui nhưng mà còn anh Hi Ha, Hi Ha rất là mạnh nha. Hi Ha cũng là một trong những là Titan cũng khá là mạnh á. Ui chết đi anh Hi Ha. Ui anh không thể nào qua được cái những cái khẩu súng của em đâu. Anh Hi Ha hãy tay đi. Ui ôi trời ơi đơn giản chưa. Trời ơi qua được vòng mổ rồi nè. Ui cái cánh cổng đầu tiên là cánh cổng đại chiến Titan, nhưng mình đã qua một cách rất là dễ dàng bạn ơi. Ôi ok. Trời ơi không cần ăn táo vàng luôn hả. Ok đạp vô đây là về phải không ta. Ok let's go my friend. Hey. Ôi trời ơi về rồi đây. Ôi căn phòng đó, cánh cửa đầu tiên tôi đã vượt qua rồi. À thì ra đây là cái gương để bỏ đồ vô nè đó. Trời ơi thấy không. Trời ơi bao nhiêu cánh phòng, có bao nhiêu trò chơi mini game đều mình sầu riêng thì đều có thể vượt qua được hết nha các bạn. Mình đừng có giỡn với tôi à. Ok cái gì vậy? Ok rồi bây giờ tôi sẽ bỏ đồ là trả lại. Tôi không cần lấy mấy những bộ đồ này, tại vì á mỗi căn phòng là mỗi bộ đồ riêng biệt, nên tôi sẽ gọi là vô căn phòng nào thì lấy căn phòng đó. Ok bây giờ những mình cảm thấy mấy cái này của mình đẹp các bạn ơi. Trời ơi tôi được thật là vui sướng khi là người đầu tiên được mời vô đây luôn á. Ok tới căn phòng màu xanh dương. Trời ơi cánh cổng kìa, nó quay vòng. Ok let's go ha. Vô huy. Ôi cái gì á, căn phòng gì đấy, what the hell. Căn phòng Hi Ha San. Oh my god. Trời ơi Hi Ha San V3, Hi Ha Alter San, Hi Ha San VIP, Hi Ha Flower luôn. Trời ơi đây là căn phòng Hi San Hair. Oh lộc bé San nữa bạn ơi. Trời ơi. Ôi cho mình cái gì đây, cho mình là một bộ giáp, bộ giáp giáp bằng sắt nha. Ồ và một cái kiếm rồi. Ok ngon lành, nói chung là cũng được đi. Ok căn phòng này nói chung là đã gọi là lâu lắm rồi anh Hi Ha không có quay Minecraft về San đó bạn ơi, nên á mình nghĩ là bây giờ nó cho căn phòng này để cho mình chiến đấu lại với con San đó nha. Ok ui chưa gì mà thấy. Ui cái gì á, ui Hi Ha phiên bản San luôn. Trời ơi ui ok vô thôi. Hello hello anh San. Ui cái gì hết hồn nghe, hết hồn nghe anh trai. Vô ui ơi anh hơi yếu rồi đó. Trời ơi Hi Ha San là hơi yếu. Ui Hi Ha San dạo này chắc kiểu chưa tập, không có tập luyện nên hơi yếu. Vô anh chạy. Ó hụt vô. Ó hụt. Ôi ơi ơi Hi ơi trời ơi ơi Hi Ha San ơi. Ui Hi Ha San hả. Ui giời hụt nè. Trời ơi hi trời ơi ghê chưa sầu riêng. Anh chết đi anh Hi Ha San ơi. Ui Hi Ha San nè. Hi Ha San ui giời ơi đau. Trời ơi chết luôn. Rồi ơi thấy không, tôi nói rồi đơn giản như đang giỡn vậy đó. Tôi đâu phải tôi nói xạo đâu. Hi Ha San dạo này không có tập luyện, không có gọi là cho anh mọi người trong làng sinh tố á, nên nó bị không bị mạnh đó bạn. Ok qua căn phòng này cũng khá là đơn giản thì mình sẽ tới căn phòng tiếp theo thôi. Ok mình nghĩ căn phòng tiếp theo là sẽ là một cái gì đó rất là mạnh đây. Ui nó xuất hiện ngay lại. Ui ui giời ơi tại sao vậy. Trời ơi hồi nãy nó mới là con xì tiếp mà, có lẽ nào là con San nó là hút cái hồn của xì tiếp vô. Ui nó chọi kìa, ui nó chọi lần này tốc độ dữ vậy. Trời tốc độ bằng cung không. Ui cái cung của tôi vừa bắn trúng cái ok mình phải gọi là chiến thắng thằng San nãy bạn ơi. Ui thằng San này nãy nó ăn hồn của thằng xì tiếp luôn nên nó biến thành xì tiếp vậy. Ui nó chọi kia. Trời ơi San này mạnh hơn anh San Hi Ha San phải rồi, anh Hi Ha San còn hơi yếu. Ok let's go, mình sẽ không thể nào thua được con này. Ủa tao có kiên nha mày, đừng có giỡn đó. Giỡn mặt là chỉ có ăn vô cây cung vô mặt nè.
Ôi ôi bắn ai ha. Né 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 né. Ui da trời ơi, mày cái chỗ dựng tư anh Hasan nãy. Ok. Mày trời ơi sao mày trâu dữ vậy? Ok tao solo bằng cây điều với mày luôn. Ê mày đừng có tưởng, cái điều tao yếu nha. Mày. Ui ui ha, mặc dù nó chọi không có đau nhưng mà cái lực chọi của nó bị thốn á bạn. Đó. Nè, đó vô cái đầu. Vô cái ui, let's go my friend. Ôi giỡn hết hồn, tôi tưởng không có cái này là chết tôi luôn á. Ok, vượt qua được căn phòng thứ hai rồi. Đơn giản không mấy bạn ơi, trời ơi căn phòng này quá đơn giản luôn phải không. Rồi em gà này đâu ra với em. Em đứng ở đây em dẻo với anh hả em. Mày gà đứng chui luôn. Ủa cái gì vậy, có thịt luôn. Wow, thật là tuyệt vời. Ok, thôi đi về đó. Rồi let's go. Bùm. Về tới nhà rồi. Ok, bây giờ mình đã coi như là mình vượt qua được căn phòng thứ hai đơn giản easy gaming. Ok, bây giờ mình sẽ lột đồ ra trả lại cho chủ nhân của căn phòng này. Ok, tạm biệt căn phòng Hi-ha-san. Bây giờ căn phòng màu hồng cuối cùng là căn phòng gì đây ta? Ôi, làm cho mình hồi hộp quá. Căn phòng gì đâu mà nhìn nó ma mị kìa các bạn. Ôi, cái cổng này nhìn đáng sợ quá. Ok. Ok, bây giờ chuẩn bị let's go thôi. 1, 2, 3. Hi-ya! Ủa? Cái gì đây? Ui! Bạn gái tôi là ma sói. Ủa là người sói nè. Bạn gái tôi là người sói. Ui! Vậy là căn phòng này là căn phòng bạn gái tôi là người sói bạn ơi. Vậy là cái series mà anh Hi-ha đang làm đó, bạn gái tôi là người sói bữa giờ đó đang làm gọi là mình làm mẩy trên bảng xếp hạng YouTube Minecraft đó. Bạn nào biết cái series phim này đừng quên comment nha. Ok. Ok. Để coi bên kia là gì. Ui! Yummy. Rồi ơi, bạn gái người sói anh Hi-ha đây rồi. Và anh Hi-ha phiên bản bạn trai của người sói. Trời ơi chết rồi. Ôi trời, gì cho cái cung mà cho tiết kiệm vậy, cho có 22 mũi tên thôi hả. Ôi chết rồi, tôi nói căn phòng cuối cùng, căn phòng này rất là khó mấy bạn ơi. Ôi ơi, cái gì mà chưa gì mà quýnh lộn rồi, chưa gì, từ từ, có gì bình tĩnh chứ anh chị ơi, bình tĩnh nào. My friend ơi, những friend ơi. Ui da, đau quá nghe. Ủa chó có hai người. Chó có nhiều đây rồi sao mà chơi. Ui, hai người sao mà đánh lại một người. Ôi lộn, một người sao mà đánh lại hai người chứ hả. 1, 2, 3, 4, 5. Ui, một người chết rồi. Ui ơi, gớt cái gì nè. Áo giáp. Ok, có áo giáp. Ui, chị Jimmy gớt áo giáp rồi quá trời luôn nè. Wow. Ui trời ơi, ngầu chứ trời ơi, Iron Man xuất hiện. Ok, Iron Man. Anh Hi-ha ơi, chết đi. Ui, mũi tên cuối cùng luôn. What the hell. Ui ơi, hên dữ vậy trời. Ok, bây giờ mình sẽ gài đạn nè bạn. Cây súng này. Wow. Ui ơi, ngầu chứ kìa. Wow. Ôi trời, phiên bản Iron Man đi bắn súng. Ok, bây giờ đi vô nè. Ôi ở. Ui, cái con gì vậy? Ôi con gì vậy? Ui, con cá sấu ấy. Adu. Wait a minute. Adu. Cái gì vậy? Trời. Con cá sấu chưa kịp há miệng luôn á. Con cá sấu chưa kịp há miệng nó chết bẹo luôn á. Vãi nồi, cái súng mạnh dữ vậy anh trai. Để coi làm lại nè. Ôi. Trời, cái súng uy lực vãi chưởng luôn. Ui nhưng mà mình nó chiến thắng hay sao? Hả? Oh yes, trời ơi vui dữ vậy trời. Ôi, lần đầu tiên chơi trò chơi này mà cũng là lần đầu tiên chiến thắng luôn. Trời ơi, đơn giản chưa? Úp. Wow, quay về rồi nè. Ê, vậy là tôi đã vượt qua được cả ba cánh cửa này luôn hả? Một cách đơn giản dễ sợ luôn á. Ôi, coi như là... Ôi, vậy là dòng chơi này quá easy rồi mấy bạn ơi. Ok. Hay, trả đồ cái nữa. Ok, để. Hay. Ok, thì trò chơi ba cánh cổng phiên bản anh Hi, bộ những series phim anh Hi-ha cũng đến đây kết thúc rồi. Thì để mình đi về cái cây rồi. Ok, thì nếu các bạn yêu thích video của mình thì đừng quên lại cho mình một nút like, một nút share, một nút subscribe, và đừng quên là nhấn vào cái chuông để ủng hộ channel của mình nha. Với lại mấy bạn đừng quên là qua đăng ký các hành vi của Sinh Tố Tim, với lại giúp cho mình được 200.000 cái sub nha. Với lại bây giờ bạn, nếu bạn thích mà series ba cánh cổng này thì cũng đừng quên là comment mạnh cho mình để cho mình biết luôn nha. Ok, vậy bye bye các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành. See ya.